Thank you.
lấy cái quẹt. Có hộp quẹt nè ba này. Đây. Chừng để quên đồ nữa nha. Con hái xếp đi. Rồi mình ăn sáo vô ha. Dạ. Ông có dựng hay chịu thua rồi. Thua. Một bên là chung con Thúy rồi anh ba hốt cốt anh đem ba về. Lấy cốt rồi. Lấy cốt đem về bệnh. Mỗi năm hay gần Tết thì tụi em có đến có lần. À, nhớ tôi không? Ông nhớ hả? Hồi đó học chung lớp nhất ở dưới dòng nhớ hả? Học chung với Nhơn nè, Chấn nè, Liêm nè, hả? Nhớ không? Cái ấy cây cỏ quật nó qua bển rồi đâu. Mình còn nửa tiếng nữa anh sao ơi. Nửa tiếng nữa rồi, nửa tiếng nữa là 5 giờ rưỡi đó, mới bắt đầu đề ba. Không. Hai đứa mình thứ mà. Phải không? Tuổi mà. Ừ. Bà quý.